Bắt đầu. Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình Cây Thuốc Việt Nam và những bài thuốc Nam do Tuấn Đông Y Vlog giới thiệu nhá. Lời đầu tiên xin chúc tất cả các bạn mạnh khỏe. Còn hôm nay tôi lại muốn chia sẻ với các bạn một bài thuốc rất quan trọng để cho các bạn chữa bệnh, đó là chữa bệnh thổ tả thương hàn. Vì Việt Nam ta là sống trong vùng nhiệt đới gió mùa, có bốn mùa xuân hạ thu đông nên con người ta cũng mắc rất nhiều bệnh. Nhưng đặc biệt hôm nay tôi muốn giới thiệu các bạn về chữa bệnh lý ở. Riêng bệnh lý ở, theo tôi kinh nghiệm bao nhiêu năm chữa thì nó có 4 loại lý ở. Một là bệnh thổ tả thương hàn, là tôi sẽ giới thiệu các bạn sau đây. Bệnh thổ tả thương hàn thì nó có triệu chứng là mồm nôn, đít ỉa. Chỉ trong 1-2 lần chân tay sẽ bị chuột rút. Cái này rất nguy hiểm tới tính mạng của các bạn. Bệnh thứ hai là cũng mồm luôn đít ỉa, nhưng do quá trình là ăn uống quá độ hoặc thức ăn khó tiêu, cái này gọi là bệnh viêm tụy cấp. Và bệnh thứ ba là bệnh đi ỉa mất nước, tức là những người đi ỉa mà làm cho đi ỉa nhiều lần và người mệt mỏi nhưng mà lại bí đái là không đái được. Bệnh thứ ba, thứ bốn là bệnh đi ỉa do trong người nóng quá làm đi ỉa nhiều bận trong ngày, ỉa xong lại muốn ngồi xuống ỉa phì phẹt, hậu môn nóng rát. Đấy là quá trình chữa bệnh thì tôi thấy có 4 cái loại bệnh đi ngoài thì tôi đã chữa, nói chung cũng thành công. Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn vì cái bệnh đi ỉa nguy hiểm nhất để cho các bạn biết, đó là bệnh thổ tả thương hàn, trong đông y gọi là bệnh thoát dương minh vị các bạn nhá. Dạ dày lạnh quá làm cho mồm nôn ra nước trong, hậu môn đi như xối, chân tay thì bị chuột rút, người thì mệt nhoài rất nhanh. Chỉ sau 1-2 lần đi như thế là cơ thể các bạn đã bị suy sụp, nếu chốc là chúng ta sẽ rất khó giữ gìn đến sức khỏe. Thì hôm nay bằng kinh nghiệm bao nhiêu năm và cũng qua thực tế thì tôi muốn giới thiệu các bạn về bài thuốc chữa thổ tả thương hàn. Trong đông y thì có 2 loại, một loại là dùng có ngô thủ, mộc hoa và muối rang cháy cũng để chữa bệnh thổ tả thương hàn. Nhưng hôm nay tôi giới thiệu các bạn bằng một bài thuốc gồm có thuốc nam, thuốc bắc cũng để chữa bệnh thổ tả thương hàn mà lưng đỡ sức khỏe cho các bạn rất tốt và rất nhanh. Thì bài thuốc này gồm có rồi bạch tuộc, bạch linh, trần bì, quế nhục, phụ tử, sinh khương, cam thảo và đại táo. Nếu có sai nhân thì chúng thay sinh khương cũng được. Thì đằng sâm, bạch chuột là kiện tùy. Đấy, bạch linh là lợi tiểu, trần bì là đưa dương khí lên, quế nhục, phụ tử và sinh khương là trợ dương, cam thảo là dẫn thuốc vào vị và táo là hòa vị các bạn nhé. Đấy là trong bài thuốc gồm có cần đấy đi, nó sẽ tác dụng là chữa bệnh thổ tả thương hàn cho các bạn rất nhanh, chỉ trong vòng 1-2 lần uống khẩn cấp là các bạn đã có thể khỏi bệnh và an toàn. Thì về để liều lượng để dùng thì chúng ta nên dùng đằng sâm 10g, bạch tuộc 9g, bạch linh 12g, trần bì 6g, quế nhục 9g, phụ tử chế 9g, sinh khương 9g, cam thảo 9g và đại táo 5 quả các bạn nhé. Nếu có sa nhân thì hay hơn gừng thì chúng ta cho sa nhân, nhưng mà không gừng cải người ta thuốc nam rất nhiều thì các bạn nên dùng sinh khương cũng rất tốt. Thì với cái liều lượng như vậy các bạn chỉ cần đổ 1-2 bát nước, sau đó các bạn đun sôi một lúc vì người bệnh thổ tả thương hàn là mệt rất nhanh, thì các bạn chỉ cần đun sôi là tạm thời cho uống luôn chứ không phải chờ sắc kỹ 3 nước mà các bạn cho uống luôn. Thì chỉ trong uống chỉ 1-2 lần là lập tức nó sẽ chỉ luôn cho các bạn, đồng thời cầm đi ngoài luôn cho các bạn nhá, trợ dương lại cho tùy vị, lập tức là các bạn sẽ cứu được ngay người bệnh nếu không may bị mắc thổ tả thương hàn. Thì với kinh nghiệm của bản thân thì cái bài thuốc này tôi dùng rất hiệu quả nhé các bạn nhá, rất hiệu quả, các bạn không phải lo lắng tăn gì cả. Nếu không may bị bạn nào bị mồm luôn ra nước trong,
đi ở như suối, chân tay chuột rút là các bạn nghĩ ngay đến đó là bệnh thổ tả thức ăn. Bệnh này thầy xa xưa mắc rất nhiều nhưng không biết là các bạn sẽ bị mất mạng. Thì hôm nay với bằng kinh nghiệm thực tế thì tôi cũng không muốn bỏ lỡ bài thuốc này, cũng muốn chia sẻ với tất cả cộng đồng để biết cái bài thuốc này, để các bạn kể cả những nhà thuốc chúng ta cũng có để phòng những người không may bị thổ tả thức ăn ta dùng, thì các bạn sẽ cách như thế là ok, chỉ sau 1-2 lần uống sẽ khỏi bệnh cho các bạn, rất an toàn nhá. Qua thực tế tôi dùng thế là rất hiệu quả. Đây bằng thực tế thì tôi bằng cả tấm lòng thì tôi cũng muốn chia sẻ cho cộng đồng, không bỏ lỡ cái bài thuốc này là quả thật là hơi bị phí. Nên đây mong các bạn là xem và theo dõi và ủng hộ thôi nhá. Xin chào các bạn và chúc các bạn mạnh khỏe nhá.